Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Còn đề tài ngày hôm nay của tôi là một đề tài rất là đặc biệt. Có ai đó đọc một vài cái bài viết cuối cùng trong Facebook của tôi có nói họ được an ủi và gây dựng. Có viết những tin nhắn tôi nói những điều đó ra từ máu, nó ra từ nước mắt. Nó ra từ mồ hôi của tôi trong năm vừa rồi đó. Đề tài này nó đụng chạm tới mỗi chúng ta ngồi tại đây lắm. Tựa đề của nó: thất bại là mẹ đẻ của thành công. Có ai đã từng một lần nào trong đời thất bại? Giơ tay tôi xem nào. Tất cả đúng không? Tôi cả chân nữa. Nếu như bạn tới hội thánh ngày hôm nay, bạn đang nói rằng tôi thất bại, tôi phạm tội, tôi lại vấp ngã, tôi thất tình, tôi bị phản bội, tôi đau đớn đến mức độ rơi vào trầm cảm, thì kẻ đang đứng trước mặt anh chị em đây không hơn anh chị em. Có ai đã nói rằng một người, tại sao anh lại thành công như vậy? Anh ta nói: bởi vì tôi thất bại nhiều quá cho nên tôi mới thành công được như vậy. Có một câu chuyện, một gia đình nọ có một đám đất rất là rộng, trồng cái gì cũng không mọc được, đến cả cỏ cũng vàng úa ra. Để cứu lấy mạng sống khỏi chết đói, ông bà quyết định bán thóc bán tháo miếng đất đó để đi tới phương đông của Hoa Kỳ chạy trốn. Một công ty bất động sản mua đám đất đó, nhìn ngắm một hồi, họ quyết định mời một đội khảo sát địa chất tới để kiểm tra. Và đội khảo sát đó kiểm tra một thời gian, phát hiện ra rằng ở dưới đám đất đó có mỏ dầu. Họ đã khai thác lên bán dầu và được rất là nhiều tiền. Bạn ngồi tại đây hỡi miếng đất, trồng cái gì cũng chết, cái gì cũng thất bại, cái gì cũng thảm hại, cái gì cũng cảm thấy đời quay ngoắt 180 độ chống lại tôi, thì đừng có đầu hàng thất vọng vội. Hãy khảo sát thêm một chút nữa, ở dưới thất bại đó có mỏ dầu. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: đừng đầu hàng vội, ở dưới đó có mỏ dầu. Cảm ơn Chúa. Có một bài thơ rất là hay, muốn nói với chúng ta. Nó là một câu trả lời. Thằng bé nhìn thấy một người nằm sải dài trên đất, hỏi bố nó: bố ơi, tại sao ông ta nằm mãi trên đất thế kia? Ông ta ngã, tại sao lại nằm sải dài như vậy? Ông bố nói: bởi vì ông ta không muốn đứng dậy. Ngã, ai mà chả ngã, nhưng mà đứng dậy đi được bởi vì trước đó người đó muốn đứng dậy. Còn kẻ nằm ở trên đất khi bị ngã, câu trả lời đơn giản: vì người đó không muốn đứng dậy. Còn nếu đứng dậy muốn, sẽ có người giúp. Thành ra dù có thất bại thì chúng ta cùng nhau nghe bài giảng ngày hôm nay, lời của Chúa, để mà chúng ta không nằm sải dài nữa. Nếu như bạn biết có một nhân vật mà điện thoại, ai có điện thoại Apple hay là quả táo cắn dở, giơ tay tôi xem đã từng sử dụng cái đó. Giơ tay, ok. Người mà tạo ra nó, năm 30 tuổi, ông bị tổn hại và sụp đổ tinh thần sau khi bị đuổi khỏi công ty do chính mình sáng lập. Ông cũng là một người đã từng thất bại. Ai đã từng ăn gà rán KFC? Tôi hay nói đùa với con trai tôi là Campuchia đấy. KFC, giơ tay tôi xem nào. Gà nó rất là cay. Ông này, tổ phụ của KFC, là một ông già, năm 60 mấy tuổi mới bắt đầu đi bán cái công nghệ của ông ấy. Ông đã bị từ chối 1009 lần trước khi bán được miếng gà đầu tiên. Có nhiều khi chúng ta bán đi miếng gà 50 nhưng không thấy ai mua đã thấy chán rồi, quyết định bỏ nghề. Thật ra nếu bạn có tay nghề cao làm bánh cuốn, nếu bạn có tay nghề cao làm giá trỏ, giò chả, ok, nói nhầm, nhiều khi chết người đấy. Tôi vừa nói cái gì nhỉ? Ok, thì bạn hãy tiếp tục ôm ấp cái ước mơ đó. Cái lão già này này, mà cả nhà tôi đều thích món KFC, ông ta đã đi gõ cửa lần lượt, một con người về hưu, cựu chiến binh, mang những túi nhỏ nhỏ đồ gia vị đó gõ cửa, không ai người ta mua.
Người ta nhìn thấy là chuyện không thèm. 1009 lần bị từ chối. Để cho. Hơn nửa thế kỷ qua, khắp mọi nơi họ ăn cái món mà ông tưởng chừng thất bại. Ánh sáng điện chúng ta đang có để đọc được sách đêm tối do Thomas Edison. 9990 lần ông ta thử hết thảy mọi cái dây, từ tóc của mẹ, từ râu của bố, hai điện cực mà không phát sáng. Người ta nói ông thất bại rồi. Cho đến lần thứ 10.000 thì bóng đèn phụt sáng. Người ta ca ngợi ông, nói rằng sau 9.990 lần thất bại, Thomas Edison đã thành công. Ông lập tức viết một bài báo nói rằng không, 9.999 lần tôi đã thành công ở chỗ phát hiện tại sao bóng điện không sáng. Còn lần thứ 10.000 là kết quả của những lần trước đó mà thôi. Tùy bạn. Nhìn vào thất bại của bạn là thất bại thảm hại hay là một thành công trong tương lai? Bạn nhìn nó là một thất bại để bạn chán trường, hay là bạn cúi xuống nhặt nó là một viên gạch để xây con đường trong tương lai của bạn thành công? Một người thứ hai mà hầu như ai dùng đô la đều thấy mặt người này. Ông ta là tổng thống thứ 16 của Mỹ, Abraham Lincoln. Ông thất bại trong kinh doanh, thua cuộc trong 8 lần bầu cử và đã từng bị trầm cảm suy nhược thần kinh. Nhưng ông ta có một điểm: không bỏ cuộc. Bởi vậy cho nên hỡi những con người bạn còn ngồi tại đây, bạn đang minh chứng cho những người ngồi bên cạnh bạn thấy rằng bạn không bỏ cuộc. Bạn tiếp tục tới hội thánh, bạn tiếp tục bám vào Ngài, bạn tiếp tục nói rằng Ngài còn sống, con còn bám vào Ngài thì con còn sống. Amen. Hay quay sang người lân cận nói rằng chúng ta là những kẻ không đầu hàng. Có một bài thơ nói như sau này: do những kẻ đang nằm sải dài, dậy mà đi, dậy mà đi, đừng tiếc nữa can chi mà tiếc mãi, ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, một lần ngã là một lần bớt dại, để thêm khôn một chút nữa trong người, dậy mà đi. Hỡi anh chị em trong hội thánh, đừng nằm sải dài nữa. Một câu kinh thánh mà tôi muốn cho chúng ta cùng nhau nhìn, nó mở đầu của bài giảng: thất bại là mẹ đẻ của thành công. Hãy cùng tôi bật câu kinh thánh Côrintô 1 để chúng ta cùng nhau nghiên cứu trong đề tài hôm nay. Tại sao những người thành công lại sau những chuỗi thất bại nặng nề? Nguyên nhân nào mà họ thành công được? Ở trong mỗi một thất bại có cái gì quý giá không? Hay là chỉ tìm nó, giữ nó để đi lầm bầm, để đi kể khổ, để cầu mong sự thương hại hay ăn xin sự thương hại của người khác? Sự thất bại, tại sao lại Đức Chúa Trời lại chuyên gia tìm kiếm và lựa chọn những kẻ thất bại? Những kẻ thành công Ngài không lựa chọn, Ngài lại luôn tìm những kẻ thất bại, những kẻ mà đánh cá suốt cả đêm không bắt được con cá nào định phá sản. Nào, lời Chúa nói: hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt. Hãy nhắc lại cùng tôi từ theo xác thịt. Chưa chắc họ là người ngu đâu, nhưng họ không nhiều người khôn ngoan theo xác thịt. Khôn ngoan theo xác thịt định nghĩa của người Việt Nam nôm na gọi là khôn lỏi hay là ma lanh. Lừa được ai một điều gì đó, chạy về nhà nói với mẹ là mẹ nó khen thằng này thông minh, và cả dòng họ vỗ tay nó thông minh vì lừa được ông soát vé. Không phải, cái đó không phải là, cái đó gọi là khôn ngoan theo xác thịt. Chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dài ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Hãy nhớ rằng kết quả cuối cùng là làm cho những kẻ vỗ ngực nói rằng mình mạnh bị xấu hổ, chứ không phải chỉ là chọn những kẻ dài. Không phải, Chúa chọn những kẻ dài để làm cho thành khôn. Chúa chọn những kẻ yếu để làm cho kẻ mạnh. Tiếp theo, Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước một Đức Chúa Trời. Câu hỏi,
Tại sao Ngài lại lựa chọn những con người như vậy? Liệt kê ra thấy yếu đuối này, thấy khinh bỉ này, thấy ngu dốt này, dường như những kẻ thất bại Ngài lại lựa chọn. Tại sao Ngài lại lựa chọn những kẻ chết đuối? Ai đã từng cứu người chết đuối một lần, giơ tay tôi xem nào. Chưa ai dám đúng không? Tôi chưa biết bơi thì tôi chưa có kinh nghiệm cứu người chết đuối. Nhưng được nghe kể lại, cái người mà thấy ai đang giã gạo đó, chập chừng mà kêu la cứu tôi với, giã gạo như vậy, cái người mà muốn cứu người đó phải ngồi đợi. Còn muốn cứu nhanh đó, thì phải bay lại gần đấm cho một nát để cho nó xỉu. Sau khi anh ta bắt đầu em chào, chào anh em đi, thì lúc đó mới nhảy vào cứu. Dường như lúc chết đuối rồi mới cứu, còn lúc đang dãy giụa mà nhảy vào cứu là chết cả hai. Mọi người hiểu không? Nếu như chúng ta vẫn còn dãy giụa theo đời này và nói rằng tôi vẫn còn đủ khôn, theo kiểu khôn ngoan, Chúa bảo hãy đợi đấy, cứ để cho thêm thời gian nữa cho chuối nó chín, còn bây giờ vẫn còn xanh. Khôn ngoan theo xác thịt, không quyền thế, không sang trọng, Chúa chọn sự dại, sự yếu, hèn hạ, khinh bỉ, sự không có như đã có rồi. Tại sao Ngài lại lựa chọn những kẻ như vậy? Bởi vì những cái mà chúng ta sở hữu đang có trên đất này so với những gì mà Ngài có, nó quá nhỏ. Bạn đã bao giờ nhìn thấy hai đứa trẻ con nó tranh nhau chiếc ô tô ở kindergarten chưa? Nó giật được cái thằng bạn chiếc ô tô này, nó giữ như là của quý. Nó đánh chảy máu thằng bạn kia để cướp chiếc xe ô tô này. Nó tưởng rằng đây là quý giá của nó. Nhưng so với chiếc xe ô tô của bố nó đó, thì cái này chả đáng giá gì. Thế giới những cái mà khôn theo kiểu của thế gian, khôn theo kiểu sắc thịt như vừa rồi, đối với những gì mà Ngài có muốn cho chúng ta, thì nó quá là nhỏ. Thế ra Ngài muốn cho chúng ta nhận biết được rằng cái mà con có không là cái gì so với điều ta muốn cho con. Có ai đó khoe sức mạnh, nó cầm khẩu súng này và đi dọa nạt. Cứ mỗi lần ai là nó cầm này nó đi nó oách. Sức mạnh này chỉ là trò chơi, nó không có sức mạnh nhiều. Điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta lớn hơn nhiều so với những cái mà con người đang sở hữu và đang tranh giành nhau ở dưới đất này. Đó chính là điều tại sao mà Ngài lựa chọn những kẻ không phải họ là những người ngu đâu. Có những người giáo sư, bác sĩ, có những người là tổng thống, có những người là hoàng đế, mà họ trước mặt Đức Trời nói rằng Chúa ơi, con không là gì. Kẻ đó, đó mới là kẻ tuyệt vời. Nhà bác học của thế kỷ 20 Einstein nói rằng tôi càng nghiên cứu khoa học, tôi lại càng hiểu ra rằng tôi không biết nhiều điều như tôi cứ tưởng. Và ông nói thêm câu nữa rằng sự hiểu biết của con người giống như hình của cái nón đó. Càng ở dưới thấp, nó lại càng tưởng biết nhiều. Nó càng leo lên tận đỉnh của nón đó, nó phát hiện ra rằng nó càng biết ít. Cái thế giới mà nó chưa biết đó, là cả cái bầu trời rộng lớn như thế này này. Còn điều mà nó biết chỉ là cái đỉnh nón thôi. Bởi vậy cho nên Chúa nói ở trong đoạn Kinh Thánh này là Ngài lựa chọn những kẻ có lòng khó khăn, những kẻ nhận biết được những khó khăn đó tôi không là gì hết, tôi bị gục ngã. Ngài lựa chọn những kẻ kiểu như Gia Cát Lượng, Khổng Minh, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, con người suy phục đấng tạo dựng cả vũ trụ này, chứ không phải chọn những kẻ ngu, mà chọn những người nhận biết rằng mình kém cỏi để nhờ vào Ngài hơn. Và càng nhờ vào Ngài họ càng khôn hơn, càng nhờ vào Ngài họ càng minh mẫn hơn, càng nhờ vào Ngài họ càng mạnh mẽ hơn. Amen. Chứ không phải mê tín dị đoan, càng thờ thần càng thờ ma, càng sợ ma, càng thờ thần càng mụ mẫm. Không phải. Việt Nam có câu nói gần mực thì đen, gần đèn thì giảm. Tôi tin Chúa Giêsu 24 năm, càng đi theo Ngài tôi lại càng được sáng dạ hơn, càng đi theo Ngài bệnh tật tôi càng đẩy lùi hơn, tôi không còn nói lắp bẩm sinh nữa, tôi không còn nói ngọng đứng nớ nâu nạ nùng nữa. Chính Chúa đã đứng chữa lành cho tôi. Amen. Trước đây chỉ là một cậu sinh viên trường mỏ tại Moscow, nay Chúa kêu gọi để đi từ nơi này qua chỗ khác để mà giảng tin lành cho mọi người.
Amen. Thất bại giúp cho chúng ta hạ mình. Và hãy nhớ một điều ở trong Công Kinh Thánh vừa rồi, hai từ quan trọng là Ngài đã gọi và Ngài đã chọn. Có nghĩa là khi Ngài gọi bạn, bạn là đối tượng mà Ngài đang chuẩn bị cho bạn một điều gì. Ngài gọi bạn và Ngài đã lựa chọn bạn. Trước khi Ngài trao cho bạn điều quý giá, Ngài cần phải đào tạo bạn. Amen. Cảm ơn Chúa vì chúng ta là những người Bắc. Thế cho cái bài giảng của tôi lên xuống giọng anh chị em nghe rõ. Nhưng mà vừa rồi có một người miền Nam viết thư sang, viết tin nhắn nói: mục sư ơi, cái giọng của mục sư bài giảng này hay lắm, nhưng mỗi lần mục sư lên giọng xuống giọng tôi nghe tiếng Bắc nghe khó quá mục sư, vì tôi hay nói chậm xuống một chút. Tôi đang cố gắng, chị cầu nguyện cho tôi. Cái người đó sẽ nghe bài giảng này. Ok. Những kẻ thất bại qua thất bại nhận biết mình, cho nên họ không còn kiêu ngạo nữa. Họ chịu học hỏi và tính cách của họ rất là chắc chắn. Hãy nhắc lại cùng tôi: thất bại. Thất bại nó giống như mùa đông cây ở trong vườn nhà tôi rụng hết lá. Có lần uống cà phê, ngồi ở trong phòng khách nhìn ra ngoài vườn, thấy cây bạch dương trụi lá, hàng rào xung quanh trụi lá, nhìn nó tưởng như chết đến nơi rồi đấy. Tôi tự đặt câu hỏi: mùa đông khiến cho cây trụi lá giúp gì được cây nhỉ? Và từ câu hỏi đó khiến tôi tìm kiếm câu trả lời. Và tôi đã tìm ra câu trả lời rất là hay. Mùa hè, hết thảy mọi chất dinh dưỡng mà rễ cây hút lên để nuôi lá và vỏ cây. Mùa đông, không khí lạnh làm cho lá cây rụng hoàn toàn, giúp cho cây đó hai điều quan trọng. Một, nó không còn phát triển bề trên nữa, mà rễ của nó đâm sâu xuống lòng đất để giữ được độ ấm ở dưới đất này, tránh cái lạnh của tuyết. Điều thứ hai, vì lá cây không còn, cho nên hết thảy chất dinh dưỡng mà nó hút được từ dưới đất, nó sẽ biến vỏ cây, nó sẽ biến những cái gọi là chất mềm trở thành gỗ cứng trong thân cây. Thành ra mỗi một năm, ở cây đó nó sẽ tạo ra một vòng xung quanh gỗ. Nếu mà bạn thấy cây nào bị cưa ra đó, đếm những cái vành đó, thì ngần đấy năm, cây đó đã mọc. Chính cái gỗ đó giúp cho cây đứng vững khi bão tố. Và chỉ có mùa đông, khi cây không có lá, thì cây mới có đủ sức để tập hợp, tập trung vào bên trong nó hơn là bên ngoài. Thành ra hỡi anh chị em ơi, đừng than trách khi thất bại, đừng đau khổ khi bạn bước vào mùa đông thuộc linh. Chính mùa đông thuộc linh đang giúp cho bạn làm hai điều: đâm rễ sâu hơn ở trong Ngài và lời Ngài. Điều thứ hai, tính cách bên trong của bạn càng vững chắc hơn, để bạn có thể đối diện với những khó khăn mà không đầu hàng. Amen. Amen. Anh chị em, điều đó quan trọng lắm. Rất là quan trọng. Con trai của bạn nó cần tính cách đó. Con gái của bạn cần tính cách đó, để nó không bị sa ngã bất cứ một sự cám dỗ nào khi nó không có vợ hoặc chồng nó bên cạnh. Amen. Hallelujah. Bởi vậy cho nên tôi quý trọng cả những thành công đã đạt được, và tôi quý trọng cả những thất bại mà tôi đã trải qua. Bởi vì tôi hiểu ra một điều. Ê-sai 55, bật Câu Kinh Thánh lên: Chúa yêu tôi yêu trọn vẹn, không có một điều ác nào đến từ Ngài. Hỡi anh em, phải biết rằng mọi ân điển tốt lành, sự ban cho trọn vẹn đều đến từ Cha. Cho nên Câu Kinh Thánh này đưa gửi tới cho các bạn. Lời của Chúa nói, Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi. Có ai trong tôi và bạn tại đây hoạch định cho mình thất bại đâu. Bất cứ một việc gì làm đều hoạch định thành công, lợi, lãi. Nhưng mà Chúa nói, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi. Tôi vừa rồi viết một cái bài: đôi khi trong cuộc sống, giữa thành công này với thành công khác, có một khoảng thời gian trống để Chúa muốn chúng ta dừng lại suy xét. Còn nếu chúng ta không muốn dừng lại để suy xét, thì Chúa cho phép một điều xảy ra với người đó, có nghĩa là sự vấp ngã và thất bại, để bạn suy xét cho nó đúng. Ý tưởng của ta chẳng phải ý tưởng các ngươi.
Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Tiếp câu 10. Và như mưa tuyết xuống từ trời và không trở lại nữa, mưa rơi xuống, tuyết rơi xuống, bạn không nhìn thấy nó rơi gần đến đất, nó bay ngược trở lại như tên lửa, không phải. Nó rơi xuống, nó tan, nó làm cho đất đượm nhuần. Kinh Thánh chép rằng không trở lại mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Câu tiếp theo. Thì lời nói của ta cũng vậy anh chị em ơi. Trong thất bại, trong hoạn nạn, hãy xin Chúa một lời. Đó chính là điều tại sao những người bạn của tôi và bạn đang bị tai nạn nằm trong bệnh viện, họ cần một lời hứa từ Ngài. Bác sĩ nói, cái người nặng nhất trong số đó, bác sĩ nói rằng người này sẽ bị tàn tật suốt đời. Tôi nghe được lời đó nói, tôi nhớ lại chị Phan Thị Hiền, cũng lời nói y chang như vậy. Bác sĩ không nói dối, họ nói thật đấy. Nhưng mà chúng ta có một quyền năng thật khác. Thật ra để có quyền năng thật được xảy ra, chúng ta cần phải có lời. Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì không trở về một cách vô ích, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Anh chị em thấy chưa? Đằng sau cái thất bại đó đó là bạn nhìn thấy có một cánh tay của một Đức Chúa Trời tạo dựng cả vũ trụ này. Ngày yêu bạn lắm. Bạn ơi, ai đã từng tập xe đạp chưa? Tôi tập xe đạp rồi, tôi là thằng nhát lắm. Mỗi lần tập xe đạp như vậy này, quay sang nhìn, bố vẫn giữ xe đấy nhá, bố vẫn giữ xe đấy nhá, bố vẫn giữ xe, ông nói rằng, giữ đấy, cứ đi đi. Và một thời gian sau, cứ vừa đạp vừa quay ra, bố giữ nhá, bố giữ đây. Ông cứ chạy theo một hồi như vậy, và cuối cùng, ông vẫn kêu ông giữ, mà xe nó phóng được khoảng 5-10 mét thôi, ông cứ đứng, bố giữ đây, nhưng mà hóa ra ông đâu giữ đâu. Ông mới biết được lúc nào con của ông ấy có thể lái được xe đạp, ông thả tay. Bạn cũng vậy, đừng có sợ. Chúa ơi, con đi theo đường đời này nguy hiểm quá. Chúa giữ nha. Chúa bảo ta giữ đây. Cứ đi đi, ta giữ đây. Và có những lúc Ngài thả cho bạn đi. Và tất nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng đâu. Tôi đã bao nhiêu lần phải chui vào bụi gai xấu hổ, nhặt xe đạp ra, rơi vào gai xấu hổ kinh lắm. Đóng đây, cào. Nhưng mà thà như vậy để sau này đi xe đạp không còn xấu hổ trong đời này. Thà nhiều lần lao vào gai xấu hổ để một cuộc đời tôi không còn xấu hổ. Mọi người biết gai xấu hổ không? Đụng cái là nó xấu hổ, nó rụt lại, nó không cười với bạn nữa. Còn không đụng vào nó rung rinh, nó cười như vậy. Đụng vào nó xấu hổ, nó rụt lại như vậy. Thật ra khi tôi lao vào đống xe xấu hổ, tất cả nó rụt hết người lại. Nó chìa gai ra, nó chọc tôi. Để sau này tôi đạp xe đạp và không còn bị xấu hổ nữa. Thật ra anh chị em ơi, thất bại không phải là đáng sợ. Thành công mà bạn đạt được mang tới cho bạn niềm vui. Còn thất bại, bạn sẽ nhận được những bài học để thành công ngày mai đến với bạn. Cảm ơn Chúa. Abraham khi Chúa phán với ông có dòng dõi, ông phải đợi mất 24 năm sau Isaac mới ra đời. Joseph sau khi nhận được lời phán của Chúa, ông phải trả giá 13 năm vào tù và làm nô lệ, cộng với 7 năm nữa, 20 năm. Rồi Môi-se, David, Phê-rơ chối Chúa 3 lần. Hãy cùng tôi giờ Roma đoạn 8. Anh chị em đã mệt chưa? Ok, chuẩn bị kết thúc rồi. Chúng ta đang chuẩn bị về tới đích. Roma đoạn 8, câu 28, câu 29. Đặc biệt, tại sao sự thất bại lại quan trọng? Sự thất bại mà không có Chúa đứng bên cạnh thì nguy hiểm. Nhưng sự thất bại vì chúng ta có Chúa, thế ra Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết ở trong cái thất bại đó chúng ta lấy ra những viên ngọc như thế nào. Các chị em phụ nữ có thích ngọc trai không? Ai là người thích ngọc trai để đeo cổ đấy cho tôi xem nào. Mình thật lòng với nhau. Ok, thích ngọc trai. Ngọc trai rất là đẹp và đắt. Nó đến từ một cơn đau dai dẳng của con trai. Con trai nằm dưới lòng biển, mỗi lần nó ăn đồ ăn nó há miệng này, tất cả nước nó bơi, nó chui vào lòng trai, nó bắt đầu phun nước ra, nó giữ lại đồ ăn. Bỗng nhiên một ngày nào đó một hạt sạn rơi vào lòng của trai và không ra, nó mắc luôn vào thịt trai. Mỗi một lần nó co bóp như vậy á, cái viên sạn đó
xé rách thịt của trai, đau đớn lắm. Con trai đó muốn cho nó đỡ đau, nó phải tiết ra một loại chất, một loại nước bọt để bọc cái viên sạn đó. Và càng ngày cái viên sạn đó càng to dần và trở thành viên ngọc trai. Khi to quá, con trai nhả ra khỏi thân thể của nó. Kết quả, chị em đang đeo trên cổ mình cái nỗi khổ của vật khác đấy. Ai đó đã trả giá để mà chúng ta được đẹp như ngày hôm nay. Roma, lời Chúa nói rằng, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Từ hiệp lại ở đây là Chúa tác giả đứng đằng sau, khiến mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tức là những kẻ đã được gọi theo ý muốn của Ngài đã định. Hãy nhắc lại cùng tôi từ gọi. Hãy nhớ là Chúa gọi bạn. Chúa gọi bạn không phải để bạn chết. Chúa chọn bạn không phải không có mục tiêu. Thành ra là hết thảy những cái khó khăn mà bạn đang trải qua, nó đang đưa bạn tới một cái điểm đó quan trọng. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi, giống như con Ngài. Con Ngài đây là ai? Con Ngài đây là ai? Con Ngài viết hoa đây là ai? Nói to lên là tên là ai? Giê-xu. Như vậy, một lời dạy dỗ của chúng ta ngày hôm nay, khi lên thiên đàng, cha của chúng ta không hỏi ở dưới đất con thành công bao nhiêu, ở dưới đất con làm ra bao nhiêu tiền, ở dưới đất con dâng hiến bao nhiêu, ở dưới đất hội thánh con to bằng ngân nào, ở dưới đất con đi bao nhiêu nước để giảng tin lành. Không, Ngài sẽ hỏi tôi và bạn, ngươi giống con ta mức độ nào? Mục tiêu mà Chúa kêu gọi tôi và bạn, Ngài muốn chúng ta giống như Chúa Giê-xu, anh chị em. Bởi vì Chúa Giê-xu được cha nói rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Thế ra càng giống Chúa Giê-xu, chúng ta càng thấy rằng đó là sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi mỗi chúng ta. Tính cách từ bên trong cực kỳ quan trọng. Amen. Cảm ơn Chúa. Câu kinh thánh cuối cùng. Bởi vậy cho nên, trong cái thất bại, chúng ta cùng nhau học được bài học. Thứ nhất, có một đấng đứng đằng sau bạn, gọi và chọn bạn, bạn không chết đâu. Thứ hai, hãy xin Chúa sự khôn ngoan khi gặp thất bại, để bới rác tìm vàng, khai thác mỏ để lấy dầu ở phía dưới lên. Bạn có thể nhìn đám đất đó than vãn và chết. Bạn có thể khảo sát nó để moi từ dưới đất ra những điều mà bạn cần dùng cho cuộc sống của bạn. Và khi chúng ta nhìn thấy điều như vậy, thì chúng ta có thể sử dụng câu kinh thánh cuối cùng, Tê-sa-lô-ni-ca. Đây là câu mà bây giờ khi về nhà bạn có thể cảm tạ Chúa được trong mọi hoàn cảnh. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác. Nhớ nha, người ta có làm ác cho bạn thì bạn đừng bao giờ trả ác cho người khác. Bạn không phải là kẻ ác. Thật ra bạn đừng lấy ác trả ác. Bạn nói rằng, nhưng mà người ta cứ làm ác cho tôi thì sao? Nếu mà tiếp tục như vậy thì họ giết chết tôi à? Hãy lánh. Đâu có nghĩa là bạn cứ giương cái mặt của bạn ra để cho họ chém. Hãy tránh. Và khi họ chém chán rồi mà mỏi tay đó, thì bạn tới ôm họ và lấy bát đút cơm cho họ ăn, đút cháo, vì họ không còn sức để mà nâng cái bát cháo nữa. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Hãy khôn ngoan khi làm việc lành, khi họ đang bực bội, đang chém bạn, đừng giương cái mặt ra để họ chém. Hãy tạm thời lánh đi, để một lúc nào đó họ cần bạn, hãy đến giúp họ. Đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Không phải chỉ với anh em nhau thôi, mà còn cả thiên hạ nữa. Amen. Tiếp theo, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì, phàm làm việc gì, phàm trong hoàn cảnh nào, thì cũng phải tạ ơn Chúa. Ồ, không thể hiểu nổi. Tôi bị tai nạn mà cũng cảm tạ Chúa sao? Hãy cảm tạ Chúa. Tôi nhớ có lần đi vượt đèn đỏ, người ta chụp cách. Ông Tân, bà Thanh biết chuyện này. Tôi rất là bất ổn. Và bỗng nhiên tôi đến với Chúa cầu nguyện, Chúa ơi, tại sao con lại đi vội vàng như vậy? Và có một lời dạy tôi rằng, hãy cẩn thận. Đây là một sự cảnh cáo. Nếu ngươi không cẩn thận, có thể bị tai nạn sau này đấy. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Ở trong lòng chúng ta có một cái lương tâm, nó luôn cảnh báo chúng ta.
Nếu chúng ta bỏ qua tiếng gọi của lương tâm, bạn sẽ vượt qua ranh giới đỏ, và sau này bạn gặp nguy hiểm mà bạn không biết. Thành ra có nhiều sự dạy dỗ mà bạn phải cẩn thận. Tốt nhất là đừng vội đừng vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Ở đây lời Chúa nói rằng phà bất cứ việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Tôi lập tức tại nhà của anh Tân chị Thanh, tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm tạ Ngài vì điều vừa xảy ra với con. Chúa Ngài thương xót con học được bài học, con sẽ cẩn thận, không cố gắng chạy nhanh để vượt đèn đỏ nữa. Đó. Và hơn một tháng rồi chưa thấy giấy họ gửi về, tôi không biết có chuyện gì. Nhưng mà ít ra là tôi học được bài học là ghim cảm xúc của mình xuống để giữ không bực tức, không đổ tội, mọi người hiểu không? Có nhiều khi vượt đèn đỏ cái bực đổ tội cho vợ, ai bảo cô ngồi bên cạnh cô không bảo tôi. Rồi gọi điện thoại cho ông Tân, ai bảo ông gọi điện thoại để thúc tôi phải đến nhà ông nhanh. Hay đổ tội cho người khác, chúng ta không nên làm như vậy. Hãy xem phàm việc gì, phàm hoàn cảnh nào cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Đức Thánh Linh. Tiếp theo, chớ khinh rẻ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ nấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Câu kinh thánh cuối cùng: hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự. Amen. Mời anh chị em cùng nhau đứng dậy. Bạn nói với tôi rằng mục sư giảng về điều này dễ, nhưng mà thực tế của tôi không dễ như vậy đâu. Tôi khóc đêm nhiều lắm. Bạn ơi, tôi mất 5 tháng 150 ngày mất ngủ, từ 2 giờ sáng cho đến 4 giờ sáng. Sợ một mình, sợ bóng đêm, tụt 8 cân, hoảng sợ liên miên, khóc bất cứ lúc nào ở giữa phố. Tôi phải chui vào rừng để có thể ôm những gốc cây đó khóc mà không ai biết, giấu không cho vợ biết vì sợ cô hoảng sợ. Chứ không phải đơn giản đâu. Thật ra tôi hiểu được nỗi đau của bạn. Nhưng mà ngày hôm nay đứng tại đây này, tôi muốn nói cho bạn biết, không phải nói về nỗi đau của mình, không phải nói về thất bại của bản thân, mà tôi đang nói về một đấng đứng đằng sau hết thảy mọi sự đó. Ngài nhìn thấy và nói rằng: Hồng, ta bên cạnh con, hãy vượt qua thất bại này bởi sức của ta, để con có thể giúp được những kẻ khác. Nếu không trải qua những điều như vậy, tôi sẽ vô cảm với nỗi đau của bạn. Tôi có thể nghe từ tay này qua tay kia khi bạn đau đớn. Bạn ơi, bạn gặp thất bại, nhưng có một đấng hiểu nỗi lòng của bạn. Ngài nói rằng: Còn ta, hãy bám vào ta. Không phải dễ có những vết thương. Tôi hôm nay nói với anh Cảnh, với chị Hiền, tôi nói rằng có vết mổ ruột thừa tấy phát đau đớn, người ta nhìn thấy và thông cảm được. Nhưng có những vết đau trong tinh thần không ai biết được. Tôi đây đang đứng đây, vợ tôi đó. Nhưng mà các bạn, anh chị em đâu có biết được nỗi đau trong tâm hồn của chúng tôi dai dẳng đến mức độ nào. Cứ đến cái dịp đó, cứ đến cái hoàn cảnh đó, khi mà mình thường xuyên bị lợi dụng về thuộc linh, bắt đầu lại nỗi đau dấy lên. Và khi nỗi đau từ bên trong dấy lên mà không nói ra lời được, nó phản xạ qua những cái hành động tức tối, bực tức, nó không ổn. Có những người thì họ kìm được, nhưng có những người họ bung ra, làm cho người xung quanh không thể hiểu nổi con này đồng bóng. Bạn ơi, hãy thông cảm với những người đó. Hôm nay họ nói như vậy, họ có thể khóc ngay sau 5 phút được. Họ có những nỗi đau trong quá khứ của họ mà cần chúng ta thông cảm và giúp đỡ. Amen. Tôi nói như vậy để chúng ta giảm bớt phán xét người khác. Hãy nghiên cứu giúp đỡ họ. Thậm chí bạn cũng chả cần phải nói thêm câu nào dạy dỗ gì hết. Đứng bên cạnh họ, đặt cái tay trên vai, lắng nghe họ 5 phút là họ biết có người đồng cảm, cũng đủ để cho họ thêm sức sống thêm một ngày nữa rồi. Thất bại của bạn sẽ giúp cho bạn đồng cảnh, đồng cảm với những người khác hơn. Đó là một báu vật đấy, tiền bạc không mua được đâu. Tôi muốn chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại cầu nguyện. Chúa ơi, hết thảy mỗi chúng con từ lúc sinh ra cho tới ngày hôm nay đã gặp rất nhiều những thất bại. Và có những thất bại chúng con phạm lại hoài mà không biết nguyên nhân. Rồi có một ngày chúng con gặp được một đấng gánh hết thảy mọi thất bại của chúng con lên vai của Ngài và đóng đinh trên thập tự giá. Và bắt đầu từ ngày đó, chúng con hiểu được tại sao chúng con thất bại. Và mỗi một lần thất bại, chúng con đều chạy tới dưới chân của đấng đó và hỏi:
Chúa luôn dạy chúng con, giải thích cho chúng con biết thất bại từ đâu và có thể lấy được điều gì tốt đẹp từ trong thất bại đó, và giúp đỡ những người nào trong tương lai từ thất bại của chính mình. Chúng con cảm tạ Chúa lắm. Và ngày hôm nay con cầu xin Thánh Linh ơi, hãy giúp đỡ anh chị em chúng con đang đứng trong căn phòng này, có ai đó đã qua thất bại mà chưa học được bài học, họ có thể lại rơi vào thất bại đó nay mai. Có ai đó đang ở trong thất bại mà chưa ra khỏi. Có ai đó đang đau đớn trong thất bại mà chưa dịp được vết thương lòng. Con hứa với Ngài cùng anh em chúng con tại đây, không thúc ép họ, không nói với họ những lời khẩu hiệu rỗng tuếch. Hãy giúp cho mỗi chúng con biết đồng cảm, lắng nghe họ nhiều hơn để giúp đỡ họ được phần nào. Nhưng con biết một đấng yêu họ, gọi họ, chọn họ, chết thay cho họ, giúp họ tốt hơn chúng con nữa. Hãy dạy chúng con học được thất bại là mẹ đẻ của thành công nhờ Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.